cho tất cả các bạn nha. Hôm nay Phượng Black đi mua một cây máy tính, một bộ cây máy tính luôn để làm video 4K. Thì cái cây ở nhà nó quá lâu mà nó cũng nói chung là hơi chậm rồi. Hiện tại thì mình đang ở shop công nghệ Cường Anh, địa chỉ 90 Hoàng Diệu, Sơn Tây. Shop công nghệ Sơn Tây chuyên quy cây PC gaming, văn phòng, lắp đặt hệ thống camera giám sát, sửa chữa laptop lấy ngay, mua bán, sửa chữa điện thoại và đa dạng các loại phụ kiện điện thoại. Về thế mạnh, shop chuyên bán laptop nhập khẩu USA, Japan đã qua sử dụng. Đến với shop công nghệ chúng tôi, quý khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm phục vụ. Và trên hết, quý khách hàng sẽ yên tâm khi sử dụng hàng chính hãng chất lượng cao, bảo hành dài hạn, miễn phí dịch vụ cài đặt bảo dưỡng trọn đời. Và cái cấu hình này thì mình đã nhờ bạn Cường chủ shop lên cho mình, bởi vì là mình cũng không biết cái cấu hình như thế nào cho nó phù hợp để làm video cho nó luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nhờ bạn Cường giới thiệu cho mình cái cấu hình và để cho các bạn tham khảo cái cấu hình mà bạn Cường giới thiệu cho mình. Rồi, và chào tất cả các bạn nhé. Mình là Cường, quản lý tại cửa hàng shop công nghệ địa chỉ 90 Hoàng Diệu. Chị Phượng thì có qua nhà mình lên cho một cấu hình để làm video xem như các bạn. Đây là cấu hình mình đã lên và lắp đặt cho chị. Đấy. Chip là Core i5 này, 11400F, RAM 16GB nhá. Và các màn hình RTX 3050. Đấy. Và ổ SSD là 256 đây 256GB nhá. Đấy. Đây là cây sau khi mà đã lắp đặt hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho chị. Nói chung là cái cấu hình này là dùng cực kỳ chân chu rồi đúng không? Dạ vâng. Nói chung là cao nhất rồi bây giờ đúng không? Vâng. Cao nhất trong tầm tiền của mình. Cao nhất trong tầm tiền. Cao nhất trong tầm tiền. Ok. Nói chung là nếu mà mình thêm xem mà chẳng hạn cấu hình gấp mấy là cũng có đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Ok. Và như này nghĩa là đủ để dùng. Dạ vâng. Và một cái màn hình của chị đâu nhỉ? Màn hình thì thực tế là đây là màn đang để demo thôi, để cho chị anh chị xem cấu hình thôi. Còn đâu màn hình thực tế thì đây nhá. Đây. Cái màn này là Asus này, chuyên về đồ họa. Đấy. Chất lượng hình ảnh màu rất là đẹp. Anh cái là chỉnh màu cực chuẩn luôn đúng không? Vâng. Cái này thì là cũng là theo yêu cầu của khách hàng. Yeah. Khách hàng đúng rồi. Yêu cầu một cái con dùng tương đối và trong mức tiền mà mình có thể bán đúng không? Đấy là dùng tương đối ổn đúng không? Tổng cái bộ cây này của mình là gần 30 củ đúng không? Đấy, gần 30 các bạn nha. Đây, có lẽ mình cũng các bạn đã sắp sẵn cho mình. Mua thêm tất nhiên là mua cây máy thì dùng chuột bàn phím, mua loại rẻ rẻ tiền thôi, cũng không dùng chuột cơ mà dùng cái loại của như này thôi. Và tay nghe cũng lại tầm trung sử dụng được. Đấy. Nói chung là chắc là hàng này được ưu chuộng ở cửa hàng của bạn ấy, bán chạy này. Nói chung là mọi người đánh giá vậy. Hôm nay đi mua một cây máy này nói là cho mình làm việc, thực chất ra là cũng xã mình. Mình được ghé cái mỗi cái bàn phím mà cái điện thì mua thêm một cái dây sạc này. Hoàn cảnh các bạn ở nhà có một cái sạc thì thằng con nó cứ mượn đi mua thêm cái dây nữa cho nó đỡ phải mượn. À. Ông xã đầu tư. Ok. Rồi, okay, cảm ơn em nó đã giúp đỡ chị lên một cấu hình này. Rồi, cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn chị nhé.
đây là khe cắm đấy. Bên này nhé. Đây các bạn này, con máy tính này thì mình đã đặt lên trên bàn này. Đấy, cái góc của mình nó chỉ được thế này thôi. Đây, trên cái màn hình thì nó vẫn còn nguyên các cái thông số. Cái đèn nền nó là đèn nền IPS này. Đó, mình chỉ nghe và mình có thể tạm hiểu như thế. Còn cái phần 100% đây là cái nói đến cái độ màu sắc thực của hình ảnh ấy các bạn. À, rồi còn phần phía dưới nó rất nhiều, nó có cả cổng cắm USB này. Đó. À, còn nhiều thứ khác mình chưa rõ lắm. À, màn hình này có thể xoay dựng đứng lên đúng không? Ừ, đấy. Xoay dọc.